Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD. Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự và thế giới trong 24 giờ qua. Hamas tuyên bố mới tung một phần nhỏ lực lượng vào chiến dịch tấn công Israel. Israel nhận vũ khí quan trọng từ Mỹ, không kích khiến Bộ trưởng Kinh tế Hamas thiệt mạng. Israel săn phẳng ổ khủng bố ở dải Gaza, hàng loạt cái tên khét tiếng của Hamas bị tiêu diệt. Mỹ cam kết chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine. Quân Nga bị Ukraine áp đảo ở hai bên sườn, tình hình ngày càng tồi tệ ở mặt trận Avdiivka. Mặt trận Zaporizhia trên đà sụp đổ, tướng chỉ huy Nga vừa lên nắm trận đã bị thanh trừng. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Hamas tuyên bố mới tung một phần nhỏ lực lượng vào chiến dịch tấn công Israel. Quý vị thân mến, một quan chức Hamas cảnh báo phong trào Hồi giáo này mới tung một phần nhỏ lực lượng vào chiến dịch tấn công Israel những ngày qua. Ali Barakat, một quan chức của Hamas, nói với hãng tin AP rằng Hamas cho đến nay mới sử dụng một phần nhỏ lực lượng tham gia chiến dịch tấn công Israel. Ông Ali Barakat cho biết gần 2.000 thành viên Hamas đã tham gia giao tranh, trong tổng con số 40.000 người chỉ tính riêng ở dải Gaza. AP chưa thể xác minh các con số này. Cũng theo nhân vật trên, Hamas bất ngờ với diễn biến của vụ tấn công Israel do họ từng dự đoán Tel Aviv có khả năng chặn đứng chiến dịch tập kích nhanh chóng hơn. Quan chức này nói rằng Hamas ban đầu có kế hoạch đạt được một số lợi ích nhất định và bắt giữ tù binh để trao đổi với Israel, nhưng các diễn biến đã vượt ngoài dự đoán của lực lượng này. Hamas cho rằng phản ứng của quân đội Israel gây bất ngờ vì Hamas từng cho rằng Tel Aviv sẽ chặn vụ tấn công một cách có hiệu quả so với sự giằng co đang diễn ra giữa các bên như hiện tại. Vào ngày 7 tháng 10, Hamas mở chiến dịch tấn công trên biển, trên không và mặt đất. Theo giới quan sát, lực lượng tình báo Israel dường như đã mất cảnh giác và không dự đoán trước được vụ tấn công, khiến họ rơi vào trạng thái bị động. Israel được xem có mạng lưới tình báo rộng khắp Trung Đông và nổi tiếng là tinh nhuệ. Tuy nhiên, vụ việc được xem khiến Tel Aviv lộ lỗ hổng tình báo lớn, khiến một lực lượng có tiềm lực kém hơn như Hamas có thể tấn công và gây thiệt hại lớn cho đối phương. Nguồn tin từ chính phủ Israel cho biết họ đang mở cuộc điều tra quy mô lớn liên quan tới công tác tình báo và những sai lầm đã xảy ra khiến họ không thể dự đoán trước được vụ tấn công. Ngay sau khi Hamas phát động cuộc tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố tình trạng chiến tranh và không kích Gaza ồ ạt để đáp trả. Sau 3 ngày chiến sự bùng phát, cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Đại sứ quán Israel tại Mỹ cho biết số người thiệt mạng trong cuộc chiến sự đang diễn ra với Hamas đã vượt quá 1.000 người. Hơn 1.008 người Israel thiệt mạng, hơn 3.418 người bị thương. Israel nhận vũ khí quan trọng từ Mỹ, không kích khiến Bộ trưởng Kinh tế Hamas thiệt mạng. Quân đội Israel vào ngày 10 tháng 10 cho biết hai thành viên cấp cao của nhóm phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích xuyên đêm nhằm vào dải Gaza. Vào ngày 10 tháng 10, một loạt thông tin cập nhật, lực lượng phòng vệ Israel cho biết một trong những máy bay của họ oanh kích dải Gaza khiến Shuat Abu Smala, Bộ trưởng Kinh tế của Hamas, thiệt mạng. Theo quân đội Israel, ông Smala là người quản lý việc tài trợ cho hoạt động của Hamas cả trong và ngoài dải Gaza, đồng thời lãnh đạo nhiều hoạt động nhằm vào dân thường Israel. Ngoài ra, các cuộc tấn công xuyên đêm còn khiến Sajaria Abu Mama, một thành viên cấp cao của Bộ Chính trị Hamas và là người đứng đầu văn phòng quan hệ nội bộ của tổ chức này. Theo quân đội Israel, ông Mama là người giữ một vai trò nhất định trong việc ra quyết định và lên kế hoạch cho một số hoạt động tấn công chống lại Israel của Hamas. Tờ The Hill của Mỹ cho biết cái chết của các thành viên cấp cao của Hamas xảy ra khi Israel tiếp tục tăng cường phản công chống lại Hamas sau khi lực lượng này phát động một cuộc tấn công bất ngờ trên nhiều hướng chống lại Israel vào cuối tuần qua. Ngay sau đó, chính phủ Israel đã tuyên chiến với Hamas
đặt đất nước trong tình trạng chiến tranh, liên tục tấn công dải Gaza bằng các cuộc không kích. Trong một diễn biến liên quan, quân đội Israel cho biết chiếc máy bay vận tải đầu tiên chở đạn tiên tiến của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel vào tối ngày 10 tháng 10. Theo quân đội Israel, loại đạn tiên tiến này nhằm cho phép thực hiện các cuộc tấn công quan trọng và chuẩn bị cho các tình huống tiếp theo. Nhóm tàu tác chiến sân bay tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ USS Grand Harbor cũng đã tới phía đông Địa Trung Hải. Trong một tuyên bố được đưa ra, tướng Michael Kirilla, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết rằng sự xuất hiện của các lực lượng có năng lực cao này tới khu vực là tín hiệu răn đe mạnh mẽ nếu bất kỳ thế lực thù địch nào với Israel cân nhắc việc lợi dụng tình hình này. Tàu sân bay USS Grand Harbor mang theo 8 phi đội máy bay tấn công và hỗ trợ, được hộ tống bởi tàu tuần dương USS Normandy cũng như các tàu khu trục USS Thomas Turner, USS Dramat, USS Kearney và USS Roosevelt. Cuộc chiến sự Israel-Hamas tới nay đã khiến ít nhất 1.800 người thuộc cả hai bên thiệt mạng và dự kiến còn tăng lên sau các cuộc không kích liên tục của Israel. Trong đó, theo hãng tin AP, hơn 1.000 người đã thiệt mạng ở Israel, trong khi 830 người thiệt mạng ở Gaza và khu bờ Tây. Cuộc chiến sự cũng khiến hơn 187.000 người Palestine đã rời bỏ nhà cửa, trong khi Israel phải di tản người dân ở hàng chục thị trấn gần dải Gaza. Israel sang phẳng ổ khủng bố ở dải Gaza, hàng loạt cái tên khét tiếng của Hamas bị tiêu diệt. Vào thứ Tư, ngày 11 tháng 10, quân đội Israel tiếp tục tấn công dải Gaza sau cuộc tấn công lớn của Hamas bắt đầu vào 5 ngày trước. Trong 24 giờ qua, lực lượng không quân Israel đã tấn công hàng trăm mục tiêu ở Gaza, bao gồm cả nhà của người thân của chỉ huy Hamas, Mohammed Diab. Các thành viên trong gia đình ông này đã thiệt mạng. Israel cũng đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch trên bộ ở dải Gaza và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo Iran và các đồng minh không nên cố gắng can thiệp vào những gì đang xảy ra. Lực lượng phòng vệ Ukraine cho biết máy bay của Israel đã tấn công hơn 200 mục tiêu ở khu vực Al-Furqan của Gaza. Quân đội Israel cho biết khu vực này là ổ khủng bố và được Hamas sử dụng làm trung tâm phát động các cuộc tấn công chống lại Israel. Các cuộc tấn công qua đêm là làn sóng tấn công đường không thứ ba nhằm vào Al-Furqan trong 24 giờ qua. Israel tuyên bố đã tấn công khoảng 450 mục tiêu chỉ trong 24 giờ. Hàng chục máy bay chiến đấu đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công. Theo một số phương tiện truyền thông Israel, trong số các mục tiêu bị tấn công có nhà của người thân của Mohammed Diab, một chỉ huy quân sự của Hamas, người được cho là đã phát triển và tổ chức chiến dịch lũ lụt Al-Aqsa, cái tên mà Hamas đặt cho cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Truyền thông đưa tin anh trai của Diab và các thành viên khác trong gia đình đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu trước các binh sĩ đã thông báo về những thay đổi đối với Hamas rằng Hamas muốn thay đổi và họ sẽ đạt được điều đó. Những gì đang xảy ra ở Gaza sẽ không còn xảy ra nữa. Chúng tôi đã phát động một cuộc tấn công từ trên không. Sau đó, chúng tôi cũng sẽ tiến hành một cuộc tấn công từ mặt đất. Chúng tôi đã kiểm soát lãnh thổ kể từ đó. Ông nhấn mạnh rằng, sang ngày thứ hai và chúng tôi đang tiến hành một cuộc tấn công, nó sẽ chỉ dữ dội hơn. Đồng thời, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gọi các cuộc tấn công của Hamas là một hành động hoàn toàn xấu xa và tuyên bố chuyển viện trợ quân sự bổ sung cho Israel. Nó sẽ bao gồm đạn dược và tên lửa cho máy vòm sắt của hệ thống phòng không Israel. Ông Biden cũng nói với các phóng viên rằng Mỹ đang tăng cường vị thế của lực lượng quân sự trong khu vực để tăng cường khả năng răn đe. Một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ và máy bay chiến đấu đã được tái triển khai cho mục đích này. Một trong những đối tượng chính nhận được cảnh báo của ông Biden rõ ràng là Iran, quốc gia đã công khai ủng hộ cuộc tấn công của Hamas. Trong khi đó, Reuters viết rằng các quan chức Mỹ tuyên bố rằng họ không có bằng chứng cho thấy Iran dàn dựng các cuộc tấn công, nhưng chỉ ra sự hỗ trợ lâu dài của Iran dành cho Hamas. Để đối phó với hành động gây hấn, Israel tuyên bố triển khai chiến dịch những thanh kiếm sắt và Hội đồng An ninh Israel đã nhất trí thông qua một chiến dịch trên bộ ở dải Gaza. Quân đội đã huy động hơn 300.000 quân dự bị. Israel cũng tiến hành phong tỏa hoàn toàn dải Gaza. Kể từ thứ Hai, ngày 9 tháng 10, không có thực phẩm hoặc nhiên liệu nào được chuyển đến đó.
Mỹ cam kết chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết nước này sẽ chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine từ năm 2025, song không nêu số lượng cụ thể. Ngày 11 tháng 10, Ludwig Dedander, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết tốc độ chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine sẽ phụ thuộc vào mức độ gia tăng phi đội F-35 của chúng tôi. Mỹ đang dần thay thế tiêm kích F-16 bằng chiến đấu cơ tàng hình F-35 hiện đại hơn. Bà Dedander khẳng định nước này sẽ tiếp tục chương trình đào tạo phi công F-16 và đề nghị đảm nhận công tác bảo trì số tiêm kích mà liên minh chuyển cho Ukraine. Bà Dedander nói khi được hỏi về khả năng Mỹ điều binh sĩ tới Ukraine rằng nhân sự của chúng tôi sẽ đào tạo phi công Ukraine tại Mỹ, Đan Mạch và có thể ở một trong các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Chúng tôi hiện chưa bàn đến hoạt động tại Ukraine. Bộ trưởng Dedander khẳng định mục tiêu của Mỹ là tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine khi các nước phương Tây đang trong quá trình giúp Ukraine hiện đại hóa lực lượng vũ trang của họ. Giới chức Ukraine trong nhiều tháng đề nghị phương Tây viện trợ các mẫu tiêm kích tiên tiến, trong đó có F-16. Đan Mạch dự kiến chuyển 19 tiêm kích F-16 cho Ukraine. Hà Lan cam kết viện trợ 24 chiếc và Na Uy có thể cung cấp 5-10 tiêm kích do Mỹ sản xuất. Quân Nga bị Ukraine áp đảo ở hai bên sườn, tình hình ngày càng tồi tệ ở mặt trận Avdiivka. Sáng ngày 10 tháng 10, tình hình leo thang mạnh mẽ xảy ra ở hướng Avdiivka. Quân đội chiếm đóng của Liên bang Nga mở cuộc tấn công từ phía Nam và phía Bắc, cố gắng bao vây khu vực kiên cố. Theo một số nguồn tin, quân chiếm đóng đã chiếm được một số vị trí tiền phương của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng không có tiến triển đáng kể nào. Dialog.ua đưa tin. Phóng viên quân sự Ukraine Bogdan Mirosnikov đưa tin trên Telegram về những thành công nhất định của quân Nga tại khu vực Vodianoe và Krasnogorovka. Nhà báo nói rằng, tình hình theo chiều hướng ngày càng tồi tệ. Một quân nhân của lữ đoàn tấn công số 24 AIDA của lực lượng vũ trang Ukraine với biệt hiệu Osman viết về điều này trên Telegram, đề cập đến lời nói của một chiến binh từ hướng này. Quân nhân Osman nói rằng họ đang tiến dọc toàn bộ chiến tuyến từ Krasnogorovka đến Vodianoe, có hàng tấn phương tiện và bộ binh, hoạt động hàng không không bị gián đoạn. Ông cũng xác nhận việc lực lượng vũ trang Ukraine mất một số vị trí, đồng thời nói rõ rằng điều này khiến lực lượng vũ trang Nga phải trả giá rất đắt về số lượng lính thiệt mạng. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng có tổn thất. Một quân nhân nổi tiếng có biệt danh Basmasky Demon cũng đưa tin trên Telegram rằng một số vị trí nhỏ của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị mất. Quân nhân Basmasky Demon khẳng định người Nga hiện không đạt được bước đột phá lớn, mặc dù họ chiếm ưu thế hoàn toàn trên bầu trời. Và về số lượng pháo binh, lực lượng phòng thủ đang chuẩn bị đã có thông tin về kế hoạch của người Nga. Điều đáng chú ý là quân đội Nga bắt đầu cuộc tấn công bằng chiến thuật ưa thích là bắn phá. Ngay từ sáng, pháo binh Nga đã bắt đầu tấn công ồ ạt vào Avdiivka, tấn công kể cả các tòa nhà dân cư. Trước đó, Dialog.ua đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine công bố đoạn phim thất bại thảm hại của quân đội Nga gần Avdiivka. Mặt trận Zaporizhia trên đà sụp đổ, tướng chỉ huy Nga vừa lên nắm trận đã bị thanh trừng. Ngày 9 tháng 10, một nguồn tin nội bộ Nga thông báo rằng Bộ Chỉ huy Nga đã bãi nhiệm Trung tướng Denis Lyamin khỏi vị trí chỉ huy tập đoàn quân 58 sau khi ông Lyamin thay thế cựu chỉ huy thiếu tướng Ivan Popov vào ngày 13 tháng 7. Tập đoàn quân 58 đang phòng thủ trước các cuộc phản công của Ukraine ở phía tây tỉnh Zaporizhia, khu vực quan trọng trong tiền tuyến. Viện nghiên cứu chiến tranh không thể kiểm chứng độc lập thông tin trên, nhưng việc xuất hiện thông tin cho rằng tập đoàn quân 58 thay chỉ huy lần thứ hai trong thời gian ngắn có thể cho thấy các thách thức trong công tác chỉ huy kiểm soát của Nga, hoặc ít nhất cũng cho thấy lo ngại của bộ chỉ huy về cách lực lượng của mình đang hoạt động tại khu vực trọng yếu này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.